Bà xã Đức Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, ngay đầu giờ sáng thì ngày 22 tháng 10 thì ngay tại triển lãm Hà Lam, bà xã Đức Huy đang ghi hình thì bắt gặp bác Bính, một người thương binh. Và hôm nay hữu duyên thì bà xã Đức Huy gặp lại bác. Bác ơi, chào bác và chào các anh nhé. Chào em, chào bonsai Đức Huy, chào toàn thể anh em trên cây, trên cả nước. Vâng ạ. Chúc Đức Huy mạnh khỏe mà quay được nhiều hình ảnh đẹp, sinh động để đưa lên cho những người yêu cây cảnh toàn quốc chiêm ngưỡng. Vâng ạ. Bác ơi, cháu nhớ năm ngoái cháu gặp bác đi xe lăn, bác tham quan triển lãm ở Bắc Linh. Quý vị khán giả theo dõi bonsai Đức Huy thì chắc là nhớ bác. Thì cháu chia sẻ cái clip đấy mà mọi người rất là cảm động, rất là khâm phục cái tình yêu cây của bác. Thì hôm nay thì ngay tại triển lãm Hà Lam thì cháu lại bắt gặp bác từ rất sớm. Bác đi chống nạng này, người thương binh chống nạng đi tham quan cây. Bác là quê hương Hà Lam bác nhỉ? Vâng, bác Hà Nam. Thế bác di chuyển đến triển lãm này có xa không bác? Độ khoảng 20 cây. Vâng, 20 cây. Vâng, thế các anh chở bác đi ạ. Vâng. Vâng. Các anh chở đi. Thế bác về đây thì bác tham quan được nhiều cây cảnh chưa ạ bác? Không, bác cũng mới đi có mấy hàng. Vâng. Nhưng mà nhìn chung là cũng tự hào cho quê hương Hà Nam là có rất nhiều tác phẩm đẹp. À dạ vâng. Tin chắc là cái này mà quay lên màn hình thì còn đẹp nữa. Vâng ạ. Cứ mong cái sự phát triển của cái nền văn hóa cây cảnh này, nghĩa là làm sao mà nó cứ phải là trường tồn. Vâng ạ. Nhưng bác tin chắc là nó trường tồn. Vâng. Vì bây giờ đất nước thanh bình rồi, thế là cũng điều kiện nó cũng không khó khăn lắm. Vâng. Cho nên là những người chơi cây hoặc là những người có cái máu thích về cây là cũng luôn tìm tòi và đồng thời là có hướng phát triển. Vâng, đấy bác nhìn thấy rất nhiều những cây vâng, rất nhiều tác phẩm đẹp. Bonsai đây để bà. Bác cũng không ngờ. Vâng. Hôm nay nghe thấy thì lại phải đi thăm tí. Vâng. Đây là những bác cái tác phẩm này là đẹp nhìn lắm. Đây bác thấy cây dưới này. Vâng. Các nghệ nhân bây giờ làm. Cây dưới này, cây này cũng được, cây này cũng đẹp. Vâng. Đây, cây đây. Thế thì cây này là cây Tùng La Hán. Vâng. Rất nhiều cây bonsai chất lượng. Cháu có lắm cây không? Dạ cháu cũng là người chơi cây ạ. Và cháu làm truyền thông, cháu cũng có kha khá bác ạ. À thế ạ. Vâng. Cũng nào thế kể có điều kiện thì lên thăm nhà cháu nhé. Vâng ạ. Cháu thì trân trọng mời bác nhưng mà chỉ sợ đường xá xa xôi bác vất vả thôi. Bao nhiêu cây? Vâng, từ đây về cháu thì khoảng hơn 100 cây. Khoảng 120 130 cây. Đấy, 30 cây thì xe con đi thì mấy. Vâng. Chúng cháu có cái lòng nhiệt tình hay không đi. Vâng. Thế nhà cháu thì gọi là có nhiều cái tác phẩm độc đáo không? À, cháu những cái cây tác phẩm của cháu thì cũng bình thường đấy ạ. Ừ. Vâng, cũng vừa vừa thôi. Chủ yếu là cháu đam mê và tạo tác chơi cho mình. Ừ. Thì bác cũng xem ở trên mạng cháu cũng đi quay nhiều đấy nhỉ? Vâng ạ. Có đúng à? Vâng đúng rồi ạ. Ừ. Bác xem ở trên mạng, vì bác ở nhà cái nhiệm vụ thứ nhất là ăn uống xong thì là ngồi xem tivi, bạn bè khách khứa đến thì là vâng. Tiếp khách, còn không xem tivi. Vâng. Bác hay xem cái chương trình này. Cháu mời bác tham quan đây nhé. Ừ. À, bác đi bác tham quan này ạ. Ừ. Thưa quý vị vừa được trò chuyện với bác Bính, một thương binh có cái tình yêu cây mãnh liệt. Một người thương binh tàn như không phế, rất yêu cây. Và chúng ta nhìn thấy bác thì chúng ta cảm thấy chúng ta may mắn khi chúng ta có những cái cơ thể được đầy đủ. Và chúng ta trở lại những cái tác phẩm cây cảnh. Tác phẩm rất là nghệ thuật. Và một cây mai dáng bạt phong của chú Lộc Hải Dương. Một cây mai quý.
Kính thưa quý vị sẽ chiêm ngưỡng một cây găng tu hú. Một cây găng tu hú rất là nghệ thuật. Cái găng tu hú bám đá. Một cái đường nét rất nghệ thuật, rất ấn tượng. Một dòng cây làm tăng thêm cái màu sắc cho triển lãm, xen kẽ những cái tác phẩm tranh si, có một cái tác phẩm găng tu hú rất là đẹp. Và si cổ ngay trước mắt quý vị, không nói quý vị cũng biết là rất là đẹp rồi, dằm san hô hết rồi. Và chúng ta hãy đến với một cái tác phẩm, một cái xanh để bàn, cây xanh tầm mili, cây xanh rất giá trị. Viên Đức Huy nhỉ? Vâng vâng. Ba tay em. Vâng vâng. Mấy kia. Chào các anh nhá. À, vâng. Chào các anh nhá. Các anh đến tham quan được lâu chưa? Tôi ở đây, người ở. À, các anh ở người Hà Nam. Tại Phủ Lý này luôn. Dạ vâng. Cây của chú Bắc, cũng và chúng tôi cũng ngồi dự tiệc cùng với chú Bắc, biết chú Bắc mới cả anh Doanh sang. Vâng. Thì cũng có tâm sự là bạn bè tôi nó cũng đang hướng nhìn cây này để, nhưng mà anh Bắc anh nói là chưa giao lưu. Dạ vâng. Và giao lưu với cái rẽ thì anh em đây nhận định nó còn xa quá. Vâng. Cho nên là quý vị ơi, quý vị nhìn thấy một cây xanh nhỏ thôi, nhưng mà cái tuổi đời thì phải nói là đứng hàng top ở Việt, ở chị Hà Nam này. Vậy chị nãy Hà Nam này. Cái nét chùn ra voi mà đã quá. Tuyệt đẹp quý vị ạ. Ở bên cạnh đó là một tác phẩm nữa, xanh Nam Điền. Xanh này có bộ răm làm tự nhiên đẹp lắm. Cái bộ răm này bà xã Đức Huy đánh giá rất cao. Kính thưa quý vị, đây là bộ răm cực kỳ đẹp. Một bộ răm người chủ nhân làm rất đẹp. Và ở dưới này, xã Đức Huy nhìn cái điểm này thì hơi dài một chút. Từ đây lên. Thưa quý vị, từ trên này lên nhìn rất là đẹp. Và dưới một cái thân tay làm về hoành thì có một số ít là hơi dài một chút. Chắc là chủ nhân muốn nuôi mập thế ạ. Tiền bộ răm đẹp quá. Bộ răm vừa đạt được cái độ tuổi, độ tuổi bộ răm cũng rất là dài, và vừa đạt được yếu tố tự nhiên. Yếu tố tự nhiên là yếu tố quan trọng trong từng tác phẩm. Tác phẩm này đã hội tụ đủ. Và bào hình thì quý vị nhìn thấy tuyệt đẹp. Và kính thưa quý vị sang mặt đối diện để ngắm tác phẩm vừa rồi. Đây là mặt chính của tác phẩm, nhưng mà mới đẹp, mới đẳng cấp phải sao. Một tác phẩm đẹp, một tác phẩm quý. Và Bosa Đức Huy nhìn thấy có một cái cảm giác như có hai phong cách ở trong một cây. Vì sao lại nói như vậy? Chúng ta không tính từ cái tay này xuống thì ở trên này cái bộ răm được làm rất là đẹp, nhưng có một những cái nét thả này và dưới này thì nó theo phong cách của Lĩnh Lang, bonsai Lĩnh Lang. Còn đây là cái phong cách làm răm tự nhiên, giật răm. Và đây cũng vậy. Chính vì vậy bà xã Đức Huy nhìn thấy một cái tác phẩm này rất đẹp rồi, nhưng trong một cái cây này lại nhìn thấy hai cái phong cách, hai cái lối làm ở trong cái phong cái tác phẩm này. Quý vị nhìn thấy quả phúc đây, cứ như từ chỗ này lên thì quá là xuất sắc rồi. Quý vị có công nhận được bà xã Đức Huy không? Nhìn như thế này đẳng cấp luôn.
nhưng chúng ta lại nhìn thấy những cái nét thả, và những cái nét đó thì cái bộ râm không được giật nhiều, quý vị ạ, không được giật nhiều. Đấy, quý vị ạ, quý vị có thể nhìn ra không được giật nhiều. Chính vì vậy tác phẩm không được đồng bộ bộ râm, và nó nhìn tinh có hai cái phong cách ở trong một tác phẩm. Bác Sát Huy không dám chê, không dám chê tác giả. Bác Sát Huy chỉ cảm nhận thấy như vậy thì chia sẻ như vậy thôi. Bởi vì các anh là những người có nên ý tưởng tạo tác, nên là một khi mình chưa hiểu thì mình chưa không dám chia sẻ sâu. Nhưng đơn giản cá nhân Bác Sát Huy nhìn thấy vậy, thì không biết có đúng hay sẽ sai. Thì tác giả có xem clip này là rất mong tác giả thông cảm. Và chúng ta sẽ đến với một tác phẩm Cây Xanh của anh Bắc. Bác Sát Huy đã nhiều lần chia sẻ tác phẩm này rồi. Đây là cái cây xanh bonsai mini. Cái này thì là cái cây có số có má rồi, cực kỳ đẳng cấp. Ở triển lãm nào khi tác phẩm xuất hiện và cũng làm sáng rực cái khu đó đây. Bình thường quý vị, những cái gai, điểm gai tia ra đến tận đầu cảnh, và một cái tác phẩm mình chúng ta đứng cạnh chúng ta xem mà chúng ta cảm thấy gai gai người. Cái độ già khủng khiếp, cái thần thái, cái uy nghi của một cái cây bonsai chỉ cao hơn 40 phân thôi, nhưng nhiều những cái cây to, nhiều những cây lớn không thể có. Đó là cái giá trị đích thực. Thưa quý vị, thật là tuyệt vời khi bước vào mùa thu, một cái mùa rất là mát mẻ, chúng ta được hòa mình vào những triển lãm, trong đó có rất nhiều những tác phẩm đẹp, tác phẩm quý, những công sức, những cái tâm huyết của các nghệ nhân mang ở đây cho chúng ta được thưởng lãm. Và chúng ta sự tự nhủ, chúng ta cảm thấy may mắn khi được tham quan những cái tác phẩm đẹp như vậy. Và chúng ta được cái may mắn đó thì chúng ta cũng dành những lời cảm ơn đến các nghệ nhân đã tạo tác ra những cái tác phẩm quý, để chúng ta được chiêm ngưỡng ngày hôm nay. Và lời cảm ơn tiếp theo dành cho ban tổ chức triển lãm Hà Lam. Ban tổ chức đã tổ chức một cuộc triển lãm rất là đẹp, quy tụ rất nhiều những cây chất lượng, và không đơn giản khi làm được một cuộc triển lãm như vậy với những cá nhân, những cái tổ chức đã từng làm những cuộc triển lãm rồi thì đều thấu hiểu. Rất vất vả về tiền bạc và công sức. Và quý vị đến với một tác phẩm cây phi lao, một cây phi lao dáng phong tranh rất là đẹp. Cây phi lao của anh Ngọc Sơn. Và một cái tác phẩm cây sơ ri của anh Sơn Ô Tô, sơ ri rất nghệ thuật quý vị ạ.
Quá nghệ thuật. Và bên cạnh đó chúng ta chiêm ngưỡng một tác phẩm cũng nghệ thuật không kém của anh Ngọc Sơn. Chúng ta nhìn cái đường nét nghệ thuật. Cái điểm khó rất là cao. Và cái điểm nhấn của tác phẩm này nằm ở cái tay này. Quý vị nếu mà làm văng ra thì sẽ bị chọc mặt. Nhưng người tác giả rất là khéo léo, thả xuống một nhịp và cái đường tay sẽ hướng về đằng lưng. Và xuống một nhịp thì chọn lấy một chi ra làm một cái bông. Rất là tinh tế. Các quý vị nhìn thấy. Vâng, chào các anh nhé. Quý vị nhìn thấy những cái nét tinh tế cho các anh ấy tạo tác. Tác phẩm như thế này nếu không khéo léo thì sẽ không cẩn thận sẽ làm bị người xem cảm thấy không thuận mắt. Nhưng mà tác phẩm này Sa Đa Huy đánh giá rất cao. Nhìn những cái tác phẩm như thế thì mới đánh giá được cái sự tinh tế trong cái lối tạo tác của các anh. Các anh làm từ những cái cây khó, cây tưởng như là bị nếu không tinh tế, không biết tạo tác thì sẽ thành lỗi. Nhưng các anh đã biến từ cái lỗi đó, cái khó đó để chuyển thành một cái nét nghệ thuật độc đáo. Thì cái đó là cái chúng ta rất là ghi nhận những cái sáng tạo của các anh. Kính thưa quý vị, Bò Sa Đa Huy vừa gửi tới quý vị một cái thước phim bên một số những cái tác phẩm ấn tượng tại một cái dàn cây bonsai mini. Và càng ấn tượng hơn khi Bò Sa Đa Huy gặp lại một bác Bính, một người thương binh rất có tình yêu cây mãnh liệt. Thì năm ngoái Bò Sa Đa Huy cũng đã trò chuyện với bác, gặp bác ở triển lãm Bắc Linh. Và hôm nay ngay triển lãm Hà Lam thì Bò Sa Đa Huy lại có duyên gặp bác, trò chuyện với bác và thấy bác khỏe mạnh. Và cái tình yêu cây thì lúc nào cũng cháy bỏng. Bò Sa Đa Huy cũng rất là vui và cầu chúc cho bác thật nhiều sức khỏe hơn nữa. Và cũng chúc quý vị nhiều may mắn, nhiều sức khỏe, nhiều thành công. Bò Sa Đa Huy xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.